Xin chào tất cả các em, chúng ta cùng tiếp tục đến với Unit 2. Ở bài học hôm nay, chúng ta sẽ đến với phần Writing là kỹ năng viết. A report on a survey, một bản báo cáo sau một cuộc khảo sát. Sau bài học này, thì em hoàn toàn có thể sử dụng được hai từ nối là từ but và từ however để đưa ra những kết quả mà nó có sự đối lập tương phản với nhau. Trước khi đến với nội dung chính của bài học, xin mời các em cùng đến với danh mục từ mới sẽ xuất hiện trong bài. Contrast, danh từ, sự tương phản đối lập. Survey, danh từ, cuộc khảo sát. Report, danh từ, bản báo cáo. Result, danh từ, kết quả. Interview, danh từ, cuộc phỏng vấn. Social media, danh từ, truyền thông xã hội. Và comment, danh từ hoặc là động từ, bình luận. Rồi, bây giờ xin mời các em đến với nội dung chính nhé. Think, what is your favorite song in English? Do you listen to many songs in English? Bài hát ưa thích tiếng Anh của bạn là gì? Bạn có thường nghe nhiều bài hát tiếng Anh không? Vậy đây chúng ta sẽ trả lời. My favorite English song is Heal the World. Okay. Yes, ý tiếp theo, yes, I do. I listen to a lot of song in English. Bây giờ xin mời các em cùng đến với phần number one. Read the language survey report. How many people are there in the class? How many people watch TV programs in another language? Hãy đọc cái bài báo cáo khảo sát về ngôn ngữ. Bao nhiêu người ở trong lớp và bao nhiêu người xem các cái chương trình TV bằng một thứ tiếng khác? Bây giờ chúng ta cùng đến với nội dung của cái bài này nhé. Language survey report, báo cáo khảo sát về ngôn ngữ, và đây là báo cáo. These are the results of our survey on using foreign languages. The results are from interviews with 8 people in our class of 13, so more than half of the class. Đây là những kết quả của cuộc khảo sát về việc sử dụng ngôn ngữ nước ngoài. Những kết quả này đến từ những cái cuộc phỏng vấn với 8 người trong lớp của tôi trên tổng số 13 người trong lớp. Do vậy là nhiều hơn một nửa lớp được phỏng vấn. Learning and speaking, học và nói. Everybody in the group is learning a second language and a few people speak more than two languages. One or two people are thinking of studying languages in the future, but nobody in the group speaks English outside class. Mọi người trong nhóm thì đang học một ngôn ngữ thứ hai và rất ít người nói nhiều hơn hai ngôn ngữ. Một hoặc hai người đang nghĩ về việc học các ngôn ngữ trong tương lai, nhưng không ai trong nhóm nói tiếng Anh ngoài lớp học cả. Internet and social media. Internet và truyền thông xã hội. Half of the people in the group visit websites which are in other languages. However, less than half of the survey group post comments or messages online in another language. Một nửa số người ở trong nhóm ấy, thì có ghé thăm các website mà ở ngôn ngữ khác. Tuy nhiên thì ít hơn một nửa cái nhóm được khảo sát thì có đăng những cái lời bình luận hoặc là những cái tin nhắn online bằng một ngôn ngữ khác. Other media, những cái phương tiện truyền thông khác. Everybody in the group listen to English songs, but only a few people watch TV programs or films in other languages. Mọi người ở trong nhóm ấy thì có nghe những bài hát tiếng Anh, nhưng mà chỉ rất ít người xem những chương trình TV hoặc những bộ phim bằng ngôn ngữ khác.
Vậy thì ở đây chúng ta thấy có một cái hình vẽ. Do post comments online in another language. Bạn có đăng những cái lời bình luận online, bình luận trực tuyến bằng một ngôn ngữ khác không? Ở đây yes chỉ khoảng 25% thôi, 25% or a quarter, và no chiếm tới 75%, ok? Bây giờ chúng ta đến với các câu hỏi khảo sát nhé. Communication survey questions, câu hỏi khảo sát về giao tiếp. Are you learning a second language at the moment? Hiện tại thì bạn có đang học một ngôn ngữ thứ hai không? Do you speak more than two languages? Cậu nói nhiều hơn hai thứ tiếng phải không? Do you ever speak English outside class? Cậu có nói chuyện tiếng Anh ngoài lớp học không? Do you ever visit website set in another language? Cậu có ghé thăm những cái trang web mà ở ngôn ngữ khác không? Do you ever post comments or messages in another language? Cậu có đăng những cái lời bình luận hay những tin nhắn bằng ngôn ngữ khác không? Do you ever listen to English songs? Cậu có nghe những bài hát tiếng Anh không? Do you watch films or TV programs in another language? Cậu có xem những bộ phim hoặc là những cái chương trình TV bằng ngôn ngữ khác không? Rồi, vậy thì sau khi mà chúng ta đã đọc xong thì chúng ta sẽ trả lời hai ý. Ở đây chúng ta thấy là lớp học có tổng số 13 người. Và những cái người mà xem những cái chương trình TV thì rất là ít. Vậy em có thể trả lời như sau. There are 13 people in the class. Only a few people watch TV programs or films in other languages. Có 13 người trong lớp học. Chỉ có rất ít người xem những chương trình TV hoặc những bộ phim bằng ngôn ngữ khác. Rồi, bây giờ chúng ta cũng chuyển đến phần 2. Kim list the key phrases from the text. Which key phrases are followed by a verb in the singular form? Hãy hoàn thành những cái cụm từ then chốt từ bài khóa. Những cái cụm nào được theo sau bởi một động từ ở dưới dạng thức số dạng thức số ít, chỉ ở dạng thức số ít. Vậy đầu tiên chúng ta hãy hoàn thành đã nhé. Numbers of people, số lượng người. Để nói về số lượng người thì chúng ta sẽ nói như thế nào đây? Rồi ví dụ ở đây everybody, tức là tất cả mọi người. Đây chúng ta thấy cái từ everybody đây. Everybody in the group, ok, mọi người trong nhóm, tức là hầu hết tất cả mọi người đấy. In the group, chúng ta sẽ dòng bên bài nhé. Chúng ta nhìn hình vẽ để thấy rằng là mọi người rất là nhiều. More than half, nhiều hơn một nửa, đúng không? Nhiều hơn một nửa thì đây chúng ta thấy là more than half, or more than half of the class, more than half of the class, ok. Vậy đây chúng ta sẽ điền là more than half of the class, hơn một nửa lớp, chúng ta chia đôi ra và thêm một người. Half in the group, một nửa số người trong nhóm, một nửa số người trong nhóm, đúng không? Một nửa số người trong nhóm thì đây chúng ta sẽ điền là half of the people in the group, một nửa số người trong nhóm được phỏng vấn. Vậy chúng ta half of the people, half of the people. Rồi tiếp theo, than half, hơn một nửa. Vậy thì có thể là nhiều hơn hoặc ít hơn. Đây chúng ta tìm thông tin. Ở đây là less than half, less, ít hơn một nửa. Chúng ta nhìn con số, là số lượng người chúng ta đoán được rồi. Tiếp theo, people. Ở đây là rất là ít người đúng không? Vậy chúng ta sẽ điền là a few people. Chỉ có một vài người thôi. A few people in the group speak English. Trong nhóm nói tiếng Anh. Trong nhóm nói tiếng Anh. Vậy thì đây chúng ta sẽ tìm thông tin nhé. Ở đây cụ thể là nói tiếng Anh, nhưng mà nói tiếng Anh ở đây là ngoài lớp học thì đúng hơn. Vậy đây chúng ta sẽ điền tiếng nobody, nobody, ok, nobody.
Rồi, vậy thì chúng ta sẽ trả lời ý tiếp theo. Vậy thì những cái cụm nào được theo sau bởi một cái động từ mà chúng ta phải chia dạng số ít? Ví dụ như là chủ ngữ là he thì hiện tại đơn thì chúng ta phải thêm s chẳng hạn. Hoặc hiện tại tiếp diễn thì chúng ta phải lấy động trợ từ to be là is. Thì đây chúng ta thấy rằng có hai từ, đó là từ everybody, hai cụm nhé. In the group. Nobody, cái cụm nobody chấm chấm đến English, ok, are float, hai cái cụm này float by a verb in the singular form, ok, bởi vì một động từ ở dạng số ít, vậy các em lại lưu ý nhé. Rồi, vậy chúng ta cùng chuyển đến phần tiếp theo. Language point, kiến thức về ngôn ngữ, contrasting ideas, việc đối chiếu so sánh những cái ý tưởng. Number 3, find the words but and however in the survey. Do they come at the beginning, middle or end of a sentence? Hãy tìm ra cái từ từ but, nhưng, however, tuy nhiên ở trong bài khảo sát, chúng thì đứng ở đầu câu này, ở giữa hay là ở cuối câu. Vậy chúng ta dòng lên nhé. Ở đây có 3 từ: to but sẽ đứng ở ở giữa câu, đúng nào? Ở giữa câu, và từ however sẽ đứng ở đầu câu. Vậy chúng ta sẽ trả lời như sau: but comes, từ này là số ít chia thêm s, at the middle of the sentence, of a sentence. Nó sẽ đứng ở giữa câu các em nhé, kết nối hai mệnh đề. Và cái từ however comes at the beginning of a sentence, đứng đầu câu. Rồi, bây giờ chúng ta cùng chuyển đến phần tiếp theo nhé. Number 4, match 1 to 4 with HD. Hãy nối câu 1 đến 4 với câu câu A đến D. Number 1, everybody speak English in class. Mọi người nói tiếng Anh trong lớp, but nhưng, đúng nào? Nhưng. Rồi, vậy chúng ta sẽ chọn đây là câu 1 là D. Nobody speak English outside class. Nhưng mà ở ngoài lớp thì chẳng ai nói cả. Number 2, everybody reads in their own language. Mọi người đọc bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ. However, only a few people read in a second language. Chỉ một ít người đọc bằng ngôn ngữ thứ hai thôi. Number 3, everybody listen to songs in English. Mọi người nghe các bài hát tiếng Anh. Vậy chúng ta sẽ nói là however, songs in English are more difficult to understand. Tuy nhiên là những cái bài hát tiếng Anh thì khó hiểu hơn đấy. Number 4, a few people know three languages. Rất ít một vài người biết ba thứ tiếng, but everybody learning English. Nhưng mà mọi người đều học tiếng Anh, đều học tiếng Anh. Rồi. Bây giờ chúng ta cùng chuyển đến phần tiếp theo. Number 5, use it, vận dụng. Follow the steps in the writing guide. Em hãy tuân theo những cái gợi ý, các cái bước ở cái phần viết gợi ý bên dưới nhé. Writing guide, gợi ý viết A, B, C, D. Phần đầu tiên là task, hiểu được nhiệm vụ của mình. Do another survey with the questions in the communication survey and in about 60 to 80 words, write a report about the results. Làm tiến hành một cuộc khảo sát tương tự sử dụng những cái câu hỏi ở đây trong lớp học của em và viết khoảng một bài báo cáo về kết quả khoảng 60 đến 80 từ. B, think and plan, nghĩ và lên kế hoạch. One, ask the questions in your survey and make a note of the results. Hãy hỏi những cái câu hỏi trong cuộc khảo sát và ghi chép lại kết quả. To decide which of the phrases in the language point you need to use. Xem là những cái cụm nào ở trong cái mục language point bạn cần sử dụng. Phần C, write, viết paragraph 1 introduction. Paragraph 2, question topics. Đoạn 1 thì là giới thiệu, đúng không? Đoạn 1 giới thiệu. Và các cái đoạn tiếp theo, bắt đầu từ đoạn 2 thì bạn sẽ giải quyết các câu hỏi
Ví dụ liên quan đến learning and speaking này, học và nói này, internet and social media, mạng xã hội và truyền thông xã hội này, other media, các cái phương tiện khác. Phần đi là check, bạn sẽ kiểm tra expressions of quantity, những cái cụm từ bộc lộ số lượng. But and however, từ các cái từ có nghĩa chỉ sự tương phản đối lập là but và however là tuy nhiên. The layout and listener of your report, cái gọi là cái dàn bài đấy, cái layout, cái trình bày của bạn nó có ngắn gọn, gọn gàng không? Bây giờ em hãy tiến hành khảo sát và dựa vào cái phần này chúng ta thay đổi một số thông tin thôi. Thực ra cũng không quá khó là em sẽ thực tiến hành khảo sát này, nốt lại thông tin. Ví dụ ở đây lớp mình là có tận 40 bạn thì mình ghi con số là 40. Hoặc là chỉ có nhiều người đúng nào, một nửa lớp nói hơn hai thứ tiếng thì mình có thể là thay đổi các cái từ chỉ số lượng ở đây. Và đây là gợi ý cho em nhé. Language survey report. These are the results of my survey on using foreign languages. The results are from interviews with 21 people in our class of 45, so less than half of the class. Đây là những kết quả về bài khảo sát việc sử dụng ngôn ngữ nước ngoài. Những kết quả này đến từ những cuộc phỏng vấn với 21 học sinh trong lớp trên tổng số 45 học sinh, do vậy là ít hơn một nửa số học sinh. Learning and speaking, học và nói. Everybody in the group is learning English as a second language and few people are learning a third language. Mọi người ở trong nhóm thì đang học tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai và rất là ít người đang học một ngôn ngữ thứ ba. Most of them speak English in class, but nobody in the group speak English outside class. Hầu hết mọi người đều nói tiếng Anh trong lớp nhưng không ai nói tiếng Anh bên ngoài lớp học cả. Internet and social media, internet và truyền thông xã hội. More than half of the people in the group visit websites which are in other languages. Nhiều hơn một nửa số người trong nhóm ghé thăm những website mà ở ngôn ngữ khác. However, less than a quarter of the survey group post comments or messages online in another language. Tuy nhiên, ít hơn một nửa số người trong nhóm khảo sát có đăng những cái lời bình luận hoặc là những tin nhắn trực tuyến bằng ngôn ngữ khác. Other media, những cái phương tiện truyền thông khác. Two-thirds of the people watch TV programs or films in other languages, but only a few people listen to English songs. 2/3 số người xem những chương trình TV hoặc là phim bằng ngôn ngữ khác, nhưng chỉ một số ít người nghe nhạc bằng tiếng Anh. Bài học hôm nay của chúng ta kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các em trong những lesson tiếp theo.